Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với livestream vào 20 giờ thứ năm hàng tuần của Sophie. Livestream này hiện được thực hiện đồng thời trên fanpage Mặc đẹp để thành công hơn, trên group Stylebox và trên Facebook cá nhân của Sophie. Trước khi chúng ta bắt đầu thì các bạn có thể chia sẻ livestream này với những người bạn có cùng quan tâm. Với những bạn thì chưa biết đến Sophie thì Sophie xin phép được giới thiệu tên đầy đủ của tôi là Sophie Hà Nguyễn. Tôi là một chuyên gia định vị nhân hiệu và tư vấn hình ảnh cá nhân. Sophie xây dựng chương trình Mặc đẹp để thành công hơn với đam mê lớn trong việc giúp các phụ nữ nâng tầm phong cách, định vị nhân hiệu để từ đó có thể kiến tạo và thu hút các cơ hội thành công lớn hơn, giúp họ chạm tới những giá trị xứng đáng nhất và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của mình. Sophie tin rằng là với kiến thức tổng hợp và đúc rút trong quá trình học tập và làm việc tại Anh Quốc, cũng như kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hơn 15 năm tại các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam, thì cùng với hai startup thời trang thì Sophie có nhiều điều có thể thú vị để chia sẻ với các bạn. Và ngày hôm nay thì Sophie rất là hân hạnh được giới thiệu với các bạn một người khách mời và cũng là người bạn rất là thân thiết với Sophie, đó chính là bạn Diệu Thu. Sophie sẽ để bạn Diệu Thu lên màn hình. Hello. Bạn Diệu Thu là thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii, Hoa Kỳ và là CEO của QMH Advertising. Và các bạn đoán được không? Không biết các bạn có đoán là Sophie và bạn Diệu Thu đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi không ạ? Sophie bật mí là một cái con số rất là lớn các bạn nhé. Chúng tôi đã quen nhau được 30 năm rồi cơ đấy. Không biết Thu có tin là chúng ta đã quen nhau được 30 năm hay không. Đó. Và Thu thì là một người có gu độc thời trang độc đáo từ khi còn rất là nhỏ. Từ khi chúng ta quen nhau từ cấp 2 thì Sophie đã nhìn thấy cái điều đấy rất là rõ. Và hôm nay thì thực ra là cảm thấy là một cái vinh hạnh rất là lớn, bởi vì chúng ta có cơ hội để chúng ta ngồi đây với nhau và chúng ta có nhiều thứ để có thể học hỏi. Và Sophie sẽ nhường lời để cho Diệu Thu có thể say hello với khán giả của chúng ta nhé. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào Sophie Hà Nguyễn, rất hân hạnh được trở thành khách mời của buổi livestream với chủ đề bản hòa tấu sắc màu trong phong cách thời trang ngày hôm nay. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Rất hân hạnh được đón Thu trong cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều điều háo hức để chia sẻ. Bởi vì khi nói đến chủ đề màu sắc một cách rất là tự nhiên, tự dưng hôm nay Sophie cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng, hồi hộp pha lẫn háo hức so với các cái chủ đề khác mà chúng ta đã làm trước đây. Thì để chúng ta có thể bắt đầu thì Thu có thể giúp Thu giới thiệu Thu ngắn gọn với các bạn được không? Ví dụ như là Thu có thể mô tả Thu trong vòng 3 từ này, và 3 từ điển hình nhất sẽ nói về Thu sẽ là từ nào, và tại sao Thu lại chọn 3 từ đấy để mô tả về mình. Nếu như mà lựa chọn 3 từ để mô tả về Thu thì đó sẽ là năng động, sáng tạo và tích cực. Lý do vì sao Thu lại chọn 3 từ này thì xin chia sẻ một chút với tất cả các bạn là Thu được sinh ra trong một gia đình có gen về hội họa và kiến trúc, nên từ nhỏ Thu luôn hứng thú với sự sáng tạo và những cái màu sắc tươi mới rực rỡ. Bên cạnh đó thì Thu lại là người có một tư duy rất là tích cực, nhiệt huyết và có khả năng thích ứng cao trong những cái công việc mà năng động và nhiều trải nghiệm. Thế nên Thu thực sự là Thu không thích những gì mà đơn điệu, nhàm chán. Trước khi làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và marketing, một ngành nghề luôn cần có sự tư duy và đổi mới, thì Thu từng làm việc cho một hãng hàng không quốc tế và Thu đã từng đặt chân đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, đại dương, và Thu đã được trải nghiệm qua rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau. Sau này khi mà Thu không làm việc cho hàng không nữa thì Thu vẫn giữ cái thói quen là travel khắp nơi trên thế giới, và khi mà đặt chân đến mỗi một quốc gia khác nhau thì cái sở thích của Thu luôn là đi thăm thú các bảo tàng và những cái gallery nghệ thuật nổi tiếng, đồng thời là đi shopping. Không nghi ngờ gì nữa, bởi vì thấy Thu có vô cùng rất là đẹp đúng không ạ, và tin chắc rằng là cái đây là Thu đã tập hợp qua rất là nhiều chuyến đi của Thu, bởi vì đồ đều rất là sặc sỡ và độc đáo. Có thể chia sẻ thêm là phong cách thời trang thì giúp ích cho Thu như thế nào trong việc Thu thể hiện ba cái từ mà mô tả về Thu được không? Và cái gu thời trang, cái phong cách thời trang mà Thu đang theo đuổi hiện tại là phong cách gì vậy? Thực ra thì khi mà đi đến rất nhiều nơi trên thế giới như vậy thì cái
cảm xúc mà được nhìn ngắm những cái công trình kiến trúc cũng như là các tác phẩm nghệ thuật và những cái sắc màu thời trang ở khắp nơi trên thế giới, những nơi mà mình đặt chân tới, như và đặc biệt là những cái kinh đô thời trang như là Paris, London, New York hay là Milan, thì luôn luôn truyền một cái cảm hứng tích cực cho Thu. Và có thể nói là cái cá tính và môi trường sống cũng như là những trải nghiệm công việc đã tạo cho Thu một cái cuộc sống khá thú vị. Có một câu nói mà Thu rất thích, đó là style is the way to say who you are without having to speak. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là phong cách chính là cách thể hiện bạn là ai mà không cần sử dụng đến lời nói. Bản thân Thu thì Thu luôn luôn chọn cho mình những cái trang phục mà thể hiện đúng con người và cá tính của mình. Phong cách thời trang của Thu thì khá là đa dạng và Thu thấy mình có thể là phù hợp với rất là nhiều phong cách khác nhau. Và khi mà Thu lựa chọn trang phục thì thông thường là nó cũng theo cái cảm hứng của mình lúc đó. Ví dụ Thu có thể biến thành một quý cô theo style cổ điển, vintage hay là retro, cũng có thể là theo một cái style rất là hiện đại, high fashion, hoặc là theo phong cách phóng khoáng hoang dã, như là hippie hay là bohemian, với váy dài rồi tóc xoăn xù messy và rất là nhiều những cái phụ kiện mà ấn tượng. Đó thì đôi khi thì mình cũng có thể là biến thành một cái người mà khá cá tính theo cái phong cách tomboy. Thì rất là nhiều, Thu thích cái sự đa dạng biến hóa, nhiều màu sắc. Và tuy nhiên thì tất nhiên thì là khi mà ở trong bất kỳ một cái phong cách nào, mình vẫn luôn luôn cần có một cái sự tinh tế. Thu biết không, mỗi lần gặp Thu ở ngoài ấy, cho dù là gặp ở ngoài hay là xem hình của Thu trên mạng đi chăng nữa, thì Sophie cũng như bạn bè thì luôn cảm thấy cuộc đời thật là tươi vui và màu sắc qua những cái bộ trang phục mà Thu thể hiện, Thu mặc trên người ấy. Bởi vì Thu luôn mang đến một cái sự sảng khoái, một sự mới mẻ, một cái năng lượng rất là tích cực cho tất cả mọi người xung quanh mà mọi người biết đến Thu ấy. Thì bản thân Sophie cũng như là khán giả rất là tò mò muốn tìm hiểu cái năng lượng đấy từ đâu mà nó ra, và sự tươi vui màu sắc đó làm thế nào mà để có được. Cho nên là bây giờ Sophie sẽ phỏng vấn Thu rất là nhiều câu hỏi để Thu có cơ hội Thu chia sẻ những cái bí quyết này với các chị em ở đây nhé. Câu hỏi đầu tiên cho Thu là màu sắc thì có ý nghĩa cụ thể như thế nào trong phong cách mà Thu đang chọn, và màu sắc chủ đạo mà Thu hay dùng là màu sắc gì? Thông thường thì Thu rất là thích chơi với các bảng màu đa sắc. Cái cách kết hợp màu sắc trong trang phục của Thu thì cũng khá là táo bạo và thú vị. Tủ Tham quần áo khảo của cỡ. Thu thì có khoảng 85% là tất cả các sắc màu từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và mỗi một cái màu sắc thì mình lại có những cái sắc thái đậm nhạt khác nhau. Và còn lại thì 15% là màu đen, trắng, hoặc là cái sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng với các cái style kinh điển như là polka dot hay là kẻ caro hoặc là kẻ sọc. Bản thân Thu thì rất là thích thoải mái khám phá bản thân mình qua tất cả những cái gam màu. Thế thì Sophie có một cái câu hỏi này cho Thu. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu ngày mai mình thức giấc trong tủ quần áo của Thu 70% 75% mà Thu nói đấy, tất cả những cái màu sắc đẹp đẽ đó vì một lý do khách quan nào đó nó lại biến thành, nó chỉ thành một màu thôi, thì cuộc sống của Thu lúc đấy sẽ ra sao, Thu cảm nhận như thế nào? Chưa bao giờ dám tưởng tượng là cái điều đấy cả. Bây Nếu giờ đang thử thử thách một con người thích sự tưởng tượng đấy. nếu như mà vì một lý do nào đó mà toàn bộ tủ quần áo tự nhiên biến thành một màu đơn sắc thì chắc là Thu sẽ cảm thấy là boring lắm. Tại vì cái cảm giác lúc đấy là mình sẽ cảm thấy là cái nguồn cảm hứng và năng lượng làm việc của mình sẽ bị cạn kiệt. Chắc chắn là Thu sẽ phải lao ra ngoài và đi mua sắm lại tất cả những cái màu sắc mà có thể truyền cảm hứng và cái năng lượng tích cực để cho mình có thể làm việc. Với một người bạn Sophie biết 30 năm thì 30 năm rồi, thì Sophie không có nghi ngờ gì về 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 cái giải pháp này của Thu cả. Câu hỏi tiếp theo thì Thu có thể chia sẻ thêm cho mọi người là cái nguồn cảm hứng về thời trang của Thu ý thì nó đến từ đâu?
Đã có lần Thu trả lời phỏng vấn tạp chí Elle Việt Nam là cái phong cách thời trang của Thu là sự phác họa của một trí tưởng tượng phong phú. Sự sáng tạo thời trang thì cũng giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Bên cạnh tư duy, bên cạnh chất xám thì cũng rất cần đến một trí tưởng tượng. Thu yêu nghệ thuật này, Thu có gen về hội họa, về kiến trúc và cũng rất là thích ăn mặc đẹp. Thế cho nên là chắc chắn mình sẽ có một cái nguồn cảm hứng và đam mê bất tận đối với thời trang rồi. Sẽ thật là tuyệt vời nếu như mà mình được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật này, mình có khiếu thẩm mỹ, mình có trí tưởng tượng rất là phong phú. Nhưng mà với những cái người chưa may mắn, thực ra Sophie cũng là một cái người như vậy, hay là nhiều khán giả của chúng ta đang xem cái livestream ngày hôm nay cũng có thể rơi vào trường hợp đấy, thì liệu những người như vậy có khả năng tự học không, có khả năng tự trau dồi những cái kiến thức để trở nên có thể màu sắc hơn, có thể tinh tế hơn và có thể sang trọng hơn giống như Thu hay không? Và Thu có sẵn sàng chia sẻ cái bí quyết mà mình đúc rút được với các bạn để các bạn làm thế nào có thể trở thành một cái Diệu Thu, một cái phiên bản của chính họ? Theo Thu có Thu sẵn nghĩ sàng thì mình sẵn sàng là có thể là chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm thú vị bản thân của bản thân mình để cho tất cả mọi người có thể trở nên đẹp và phong cách hơn. Thu nghĩ là nếu như mà các bạn không có khiếu thẩm mỹ hoặc là trí tưởng tượng, thực sự là cái này thì đúng là cũng là một phần từ cái gen của gia đình. Tuy nhiên thì Thu nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể học được một số những cái nguyên tắc cơ bản ở trong cách phối hợp màu sắc cũng như là cái kiểu dáng trang phục. Khiếu thẩm mỹ thì cũng sẽ một phần hỗ trợ thêm cho các bạn để các bạn có thể biến hóa những cái bộ trang phục của mình trở nên độc đáo và thu hút hơn thôi. Nhưng mà những cái nguyên tắc cơ bản thì các bạn hoàn toàn các bạn bạn có thể là học được. Sophie cũng nghĩ như vậy đó. Tại vì là những cái này hồi xưa Sophie cũng nghĩ là nó phụ thuộc vào nhiều khiếu thẩm mỹ. Đúng có là khiếu thẩm mỹ cũng đóng một cái vai trò tương đối nền tảng ban đầu, nhưng tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể công thức hóa và chúng ta có thể học được hết. Và hôm nay Sophie rất là sẵn sàng để nghe thêm chia sẻ từ Diệu Thu. Diệu Thu cũng rất là sẵn sàng để chia sẻ với mọi người rồi. Thì mọi người thì có sẵn sàng không ạ? Nếu các bạn cùng sẵn sàng thì các bạn hãy gõ vào màn hình để chúng tôi cùng biết và chúng tôi cùng chia sẻ với các bạn nhé. Đầu tiên là Thu có thể giúp Thu chia sẻ cái cách mà Thu xác định cái màu sắc phù hợp với bản thân mình như thế nào được không? Có thể là các bạn nghe ở đây các bạn cũng sẽ rút được kinh nghiệm gì đấy cho bản thân mình. Thông thường thì lựa chọn màu sắc trang phục mà phù hợp với bản thân thì các bạn phải xác định được cái sắc tố da của mình như thế nào. Ví dụ như là đối với Thu thì Thu có tông da trắng, thế cho nên là rất là dễ để có thể mặc các cái màu sắc từ gam nóng đến gam lạnh hoặc là từ tông màu sáng đến cái tông màu đậm. Nhưng mà theo Thu hiểu thì đối với cả các bạn mà có tông da sáng màu thì có thể là hợp với các màu sắc khá là đa dạng, còn các bạn mà có da nâu thì có thể là phù hợp với cả các tông màu trầm và ấm hơn. Đúng rồi. Hình như là ở trong cái khóa học Dress for Success của Sophie thì hình như Sophie cũng có dạy về cái cách xác định tông da và màu sắc phù hợp với cơ thể, có đúng không hả Sophie? Đúng vậy Thu ạ. Thực ra đấy là một cái nội dung rất là quan trọng, bởi vì trong cái việc mà mình xây dựng, mình định hình cái phong cách cho mình ấy, thì ngoài cái việc mình xác định được cái form dáng của mình ra, thì màu sắc nó đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc mình định hình ra cái phong cách của mình như thế nào. Thì thực ra không chỉ trong khóa học đâu, mà trong livestream trước đây Sophie cũng đã từng chia sẻ cái bí quyết để mình có thể tìm được cái sắc tố da và cái màu da và cái màu sắc nó phù hợp với mình rồi. Với những bạn nào mà chưa xem cái livestream này và muốn có thêm kiến thức về cái phần mà tìm sắc tố da như thế nào thì các bạn có thể tìm lại những cái livestream trước đây của Sophie để chắc chắn các bạn sẽ học được một cái gì đó. Còn hôm nay ấy, thực ra là Sophie muốn chúng ta học được nhiều hơn như thế, bởi vì chúng ta có một cái chuyên gia ở đây. Cái mà Sophie muốn hỏi Thu ấy, muốn phỏng vấn Thu rất là nhiều, bởi vì bản thân Sophie thấy Sophie cũng học hỏi được rất là nhiều từ chính Thu nữa, chính là cái nguyên tắc mix and match, cái nguyên tắc phối hợp màu sắc. Thu có thể chia sẻ cái bí quyết mà Thu mix and match màu sắc như thế nào không? Tại vì mỗi lần nhìn thấy Thu lại là một có một cái sự ngạc nhiên rất là thú vị bởi những cái màu sắc mà Thu chơi và Thu cho mọi người chiêm ngưỡng.
Nguyên tắc mix match màu sắc của Thu thì Thu cũng có một vài chia sẻ với cả các bạn như thế này. Đầu tiên là cùng màu khác tông, tức là các bạn có thể lựa chọn một cái màu sắc nhưng mà nó ở những cái cấp độ màu khác nhau, ví dụ là màu đậm kết hợp với cả màu nhạt. Đối với cả những bạn mà tức là khi mà các bạn lựa chọn trang phục thì các bạn cũng rất là nên hiểu được về cái cơ thể của mình, ví dụ như là mình có những điểm mạnh điểm yếu nào. Mình ví dụ nếu như mà các bạn có phần khung xương ở bên trên to và các bạn muốn che đi, nhưng mà cái phần chân các bạn lại rất là đẹp và các bạn muốn khoe, thì Thu tư vấn là khi mà các bạn lựa chọn màu sắc thì ví dụ như là cùng màu và khác tông thì các bạn sẽ lựa chọn những cái màu sắc đậm ở bên trên để làm chìm những cái phần mà mình muốn che giấu đi, những cái gì mà nó hơi to thì là mình sẽ để cho cái tập trung những cái gọi là sự chú ý của mọi người vào những cái phần mà mình muốn khoe ra, tức là ở đâu mà chúng ta muốn che đi thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tông màu đậm, và ở những chỗ mà chúng ta muốn người khác chú ý thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tông màu nhạt hơn và nổi hơn. Đúng rồi. Ví dụ như là các bạn có thể thấy ở trên màn hình là cái sự mix match màu sắc giữa các tông màu, ví dụ như là từ màu đậm đến màu nhạt như thế nào, tức là trông nó cũng rất là hài hòa và rất là đẹp. Thì các bạn có thể là thử cái cách mix match này, tại vì đây là một cái cách đơn giản nhất để chúng ta có thể là tự tin và cũng khá là phù hợp với cả các bạn khi mà các bạn đi làm, vì nó không quá là rối mắt. Nếu như mà các bạn mà những bạn mà có cái cá tính mạnh hơn thì là các bạn có thể sử dụng những cái tông màu mạnh hơn, còn đối với cả các bạn mà dịu dàng và tự tính thì cũng với cái nguyên tắc này nhưng các bạn có thể sử dụng những cái tông màu nhạt và dịu hơn như là màu pastel. Những cái màu mà Thu chọn trên màn hình này thì theo Sophie thấy đều là những cái màu tuyệt vời. Nếu mà chúng ta mua được những này để chúng ta mix and match cho tủ quần áo của chúng ta thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta chắc sẽ tươi vui lên mấy phần. Ít nhất là phải tươi vui giống như Diệu Thu đúng không ạ? Bây giờ Thu có thể chia sẻ với mọi người cái tip thứ hai của Thu đi. Cái cách mix match thứ hai, cái nguyên tắc thứ hai đó là khác màu nhưng mà cùng tông nóng hoặc là lạnh. Cái này thì nói chung là nó cũng khá là, nó không phải là khó nhưng mà nó sẽ tương đối là nó hơi kén đối với cả các bạn khi mà các bạn lựa chọn màu sắc. Quan trọng là các bạn có dám mix match như vậy hay không. Ở đây chúng ta có thể thấy là những cái tông màu rất là nổi ở cái hình đầu tiên thì là cái váy màu đỏ và cái áo màu hồng, và là theo cái tông cùng màu nóng, tức là khác màu cùng tông nhưng mà cùng màu nóng. Thứ hai là màu vàng và màu cam thì cũng là cùng tông màu, và cái hình thứ ba thì bạn có thể thấy là màu xanh lá với cả màu xanh coban, tức là xanh da trời, cũng khá là lạ và thu hút. Và cái hình thứ tư thì là màu tím và màu hồng hoặc là màu cam, thì những cái này nói chung là cũng mình thì mình recommend cho những bạn mà cá tính và muốn là nổi bật trong những cái gọi là phù hợp khi mà các bạn đi chơi hoặc là đi sự kiện. Thực ra tôi suy nghĩ phải khá là táo bạo chúng ta mới dám có một cách mix match nó nổi bật, nó bật như thế này đúng không? Chắc hôm nào là chị em chúng ta phải rủ nhau một buổi đi chơi xong là cầm đầu là Diệu Thu xong là cùng tạo cảm hứng cho mọi người, cho các chị em để đi cùng và các chị em dám thể hiện mình, thử mình trong những cái màu sắc nó mới mẻ hơn thì có lẽ là sẽ là một cái buổi gặp mặt rất là vui đấy. Chắc là chúng ta phải offline thêm cái chủ đề này Thu nhá. Cái bí kíp thứ ba của Thu liên quan đến cái mix and match màu sắc sẽ là gì? Thứ ba là các màu tương phản, tức là các màu đối lập ở trên cái bảng màu. Các bạn có thể thấy là màu đối lập là gì? Có thể là các bạn đừng nghĩ đơn thuần chỉ là đen và trắng. Chúng ta có thể sử dụng những cái tông màu đối lập khác, như là xanh đỏ hay là tím vàng hay là
cam và xanh dương, hoặc là cam với cả xanh Cuban, hoặc là nói chung là một tông nóng và một tông lạnh. Đó, ở trên cái hình ở trên cùng thì cũng là một cái cách mix rất là thú vị, tức là màu hồng và màu xanh lá cây. Đó thì thực ra đây là những cái cách mix match dành cho các bạn mà khá là cá tính và tương đối là kén người mặc. Tuy nhiên nếu như mà các bạn dám thử thì mình cũng rất là recommend các bạn, đôi khi các bạn cứ thử đi, biết đâu là mọi người sẽ wow, trông thật là lạ, trông thật là hấp dẫn, và nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng với những cái tông màu mới như thế này. Thông thường thì các chị em mình sẽ hay mix, cũng có thể mình mặc một cái màu gì đấy nó tương đối là đậm, nhưng mà để an toàn thì chúng ta sẽ mix với một màu trung tính, đúng không? Ví dụ như là trắng, như là đen, như là xám, như là nude, những cái màu như vậy. Thứ nhất là nó rất là dễ mix, và thứ hai nó không rủi ro, đúng Đúng, không ạ? nó rất Nên là là an đúng, rất là an toàn, nhưng mà rõ ràng là cái sự thú vị nó cũng sẽ ít hơn so với những cái công thức mà Thu vừa mới chia sẻ. Thì Sophie nghĩ là nó cũng đáng để mình thử đấy. Sophie cũng thực ra bây giờ cũng đang trong kế hoạch là lâu lâu mình phải làm mới mình hơn nữa. Bây giờ mình sẽ không bao giờ mình không muốn mix là đen với trắng, hay là đỏ với đen, hoặc là xanh navy với đỏ nữa, bởi vì những cái cách mix đấy mặc dù là nó rất là đẹp, nó không bao giờ nó sai cả, nhưng đâu đó nó vẫn hơi truyền thống rồi. Mình muốn phá cách thì mình muốn phải thử mình trong một cái cách mới hơn, và Sophie rất là sẵn sàng để thử. Không biết các bạn khác như thế nào, các bạn có muốn thử không ạ? Chúng ta hãy cùng thử đi, và chúng ta chia sẻ những cái bức ảnh của chúng ta với nhau để xem nó như thế nào. Sophie nghĩ là sẽ có rất là nhiều điều thú vị trước mắt để chị em chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn đó. Sophie mời mời tiếp. Một cái cách cuối cùng mà Thu muốn giới thiệu với cả các bạn đó là sự hòa sắc có chủ đích, tức là rất là nhiều màu sắc cùng kết hợp trong cái bộ trang phục của mình. Thực ra cái việc hòa sắc như thế này thì khá là phức tạp, và nếu như mà các bạn lựa chọn không khéo thì chắc chắn là nó sẽ trở thành loè loẹt. Và đôi khi nếu như mà mình không hiểu cái chủ đích đấy là gì thì khi mà chúng ta mặc lên thì đôi khi là nếu mà không đúng cá tính, không đúng với cả bản thân con người của các bạn thì trông chúng ta sẽ rất là giống một chú hề. Nếu nếu như mà thực sự là mình không biết cách mix match một cách thực sự là tinh tế đó, thế cho nên là cái mà Thu khuyên các bạn ở đây, nếu như các bạn thực sự là các bạn thích màu sắc thì phương án an toàn nhất là nếu như các bạn thấy một cái bộ trang phục nào mà nhà thiết kế đã mix match sẵn và nó bán sẵn thì các bạn nên mua, tại vì khi cái cách để mà mix match đa sắc như thế này thì phải là một cái người thực sự là có một cái gu thẩm mỹ khá là cao thì các bạn có thể là kết hợp được mà nó không bị rủi ro trong cái quá trình mà mình thể hiện cái bộ trang phục đấy. Cho nên là cách an toàn thì tôi khuyên các bạn là các bạn nên mua một cái bộ trang phục ví dụ như là hoa hoặc là những cái hình lập thể, những cái họa tiết mà có thể là đan xen rất nhiều màu sắc mà nhà thiết kế đã design sẵn cho các bạn. Theo Sophie, không dễ gì một lúc mà áp dụng được hết cả bốn nguyên tắc này. Thực ra mình chỉ cần master một nguyên tắc thôi là cũng tương đối đủ để mình dùng cho cái cuộc sống hàng ngày rồi. Cho nên là thay vì chúng ta có thể đầu tư rất là nhiều tiền để mua các cái sự lựa chọn khác nhau, thì một trong những cái gọi là chiến thuật khác đi một chút, có thể chúng ta sẽ master từng kỹ năng một mà Diệu Thu vừa chia sẻ. Bởi vì trong bốn cái vừa rồi thì rõ ràng Sophie thấy cái nào cũng hay cả, chỉ cần giỏi một trong bốn cái cũng đã rất là tốt rồi. Chúng ta giỏi một cái, xong đến hai cái, xong đến ba cái, và cái thứ tư sẽ là một cách cái hòa trộn đa sắc như thế này, nó sẽ rất là thú vị. Và ngoài ra nó cũng rất là kén người nữa, đúng không ạ Thu? Nó đòi hỏi phải cái người rất là có tính, chúng ta sống rất là thật, cái bên ngoài và cái bên trong của chúng ta nó rất là thật với nhau, thì chúng ta cũng mới ra được một cái phiên bản như thế này. Thì không biết đến đây thì mọi người có theo kịp Diệu Thu với cả Sophie không ạ? Mọi người có theo kịp không? Mọi người cùng gõ xuống màn hình chat để hai chị em chúng tôi cùng biết, để có thể điều chỉnh tốc độ nói với các bạn nhé. Các bạn chia sẻ giúp cho Sophie là các bạn có đang theo dõi tốt khách mời của chúng ta chia sẻ không? À, có bạn mê nụ cười của chị Thu quá. Cảm ơn bạn. Xin chúc mừng chị Thu.
Mọi người đang theo kịp đây, mọi người đang 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 nhắn là có theo kịp. Thật là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có một cái điều này nữa này, Sophie cũng rất là thắc mắc, và Sophie nghĩ là Sophie đại diện cho nhiều chị em ở đây. Đấy, muốn hỏi quá cho nên giọng nó cứ nhịu hết cả lại. Có một cái rất là quan trọng trong việc mà mình ăn mặc đa màu sắc, rất là nhiều màu sắc ấy. Thực ra là mình ứng dụng các cái màu sắc đấy như thế nào trong cuộc sống, bởi vì trong các cái mục tiêu mình đi làm khác, trong cuộc sống khác nhau, ví dụ mình đi làm này, mình đi chơi này, mình đi tiệc này, chắc chắn là cho dù chúng ta là người thích màu sắc đi, phải có một cái nguyên tắc gì đấy để chúng ta kết hợp, chúng ta phối màu làm thế nào nó được việc của chúng ta, đúng không ạ? Mục tiêu của chúng ta là mặc đẹp để thành công hơn. Đấy, chúng ta đã đẹp rồi, chúng ta đẹp hơn nữa, nhưng mà cái việc mặc, ngoài cái việc mà để chúng ta, để người ta khen xinh, người ta khen đẹp, người ta khen có phong cách, chúng ta phải đưa đẩy được các cái cơ hội công việc của chúng ta nữa. Thì Thu có thể chia sẻ với các chị em của chúng ta cái cách mình ứng dụng màu sắc như thế nào cho nó hiệu quả và cho nó tinh tế trong mỗi cái dịp mà chúng ta đi đi làm, đi chơi với các cái mục đích khác nhau, được không? Tất nhiên là được rồi. Ví dụ như là ngày thường khi mà mình đi làm thì Thu sẽ lựa chọn những cái trang phục đơn giản và ít họa tiết hơn, sẽ trang nhã nhiều hơn, và mình thiên về cái hướng sử dụng màu đơn sắc. Còn khi mà đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè hay là đi du lịch thì Thu hay lựa chọn những cái phong cách thoải mái và phóng khoáng, có nhiều những cái họa tiết tươi vui và màu sắc rực rỡ thì sẽ cảm thấy rất là thú vị. Còn khi mà đi tiệc, tùy theo cái theme của buổi tiệc mình sẽ lựa chọn những cái phong cách hoặc là sang trọng, gợi cảm, quyến rũ, hoặc là high fashion, ấn tượng và phá cách. Và khi đó thì mình sẽ luôn luôn mình chọn những cái tông màu cuốn hút trong những cái buổi tiệc tối. Mọi người có nhìn thấy hình ở những hình ảnh trên màn hình không ạ? Hôm nay chúng tôi quyết định là chúng tôi không lấy hình ảnh của người mẫu nữa. Ở đây chúng ta đã có người mẫu hiện trên màn hình rồi, và Sophie đã đặc biệt yêu cầu khách mời của chúng ta là phải cung cấp cho chị em chúng ta một số hình ảnh để chúng ta có thể nhìn thấy thực sự cô ý đã ứng dụng những cái nguyên tắc, những cái sự tinh tế của cô ý trong cuộc sống và trong ứng dụng hàng ngày như thế nào. Thu có thể chia sẻ thêm những cái bức hình ở trên đây, cái cách mà Thu đã mix match cho các cái mục đích khác nhau để cho các bạn có thể cùng học hỏi. Ở trên màn hình các bạn có thể thấy là bốn bức hình. Những bức hình này thì Thu hoàn toàn là Thu có sử dụng để Thu mặc đi làm. Các bạn có thể nhìn thấy là Thu lựa chọn màu đơn sắc hoặc là những cái màu mà có những cái chi tiết đơn giản, nhưng mà cũng khá là, nói chung cũng khá là có cá tính. Thì các bạn thấy là cái cách mà hòa trộn màu sắc trong cái bộ trang phục thì khi mà đi làm Thu không có lựa chọn những cái gì, màu gì mà nó quá phức tạp cả. Mình chỉ lựa chọn những cái màu mà nó đơn giản để mình có thể là dễ dàng mình đi gặp gỡ đối tác, đi họp, cũng như là mình phù hợp với nhiều những cái môi trường mà business khác nhau. Thì nhưng mà như các bạn thấy là Thu có lựa chọn cái tông màu mà nó cùng đi theo một cái màu cơ bản, ví dụ như là hồng đậm, hồng nhạt, hay là cam đậm, cam nhạt, hoặc là ví dụ như là màu xanh thì sẽ có cái sự kết hợp với cả những cái hình lập thể, nhưng mà vẫn có những cái tông màu đấy ở tông màu xanh ở trên cái đầm, hoặc là Thu sử dụng polka dots màu đen với cả trắng thì nó cũng rất là cổ điển mà không bao giờ lỗi mốt cả. Đó, Thu, còn trên trên cái màn hình á có bốn bức hình và Sophie thấy là có rất là nhiều màu sắc khác nhau, đúng không ạ? Mỗi mỗi hình sẽ là một màu, và nhìn nhìn về màu sắc này hay là nhìn về cái kiểu mặc nó cũng khá là khác biệt đấy. Thì chắc hẳn là Thu mặc những cái này trong các dịp khác nhau. Thu có thể chia sẻ thêm là, ví dụ như cái bộ ở phía trên Thu mặc hôm đấy Thu mặc đi đâu vậy? Cái bộ chấm bi Thu mặc đi đâu vậy? Hay là ở dưới bộ cam hay bộ hồng này cũng rất là đặc biệt này. Cái bộ hồng này nhìn vô cùng đẹp luôn, nó cũng rất là ấn tượng. Nhưng mà ứng dụng trong hoàn cảnh nào đây? không, thực sự là Thu có thể mặc những bộ trang phục này đi làm, tại vì là nó khá là đơn giản. Thực sự là cái bộ trang phục màu hồng ở cuối cùng ấy, thì là hôm đó Thu được mời đi một cái buổi tiệc trà, và
Bình thường thì Thu không có quấn cái khăn màu hồng ở trên đầu đâu, nhưng mà mặc một cái bộ trang phục đi làm, mà sau sau đó thì có một cái buổi tiệc, cho nên là mình có thể ngay lập tức mình ứng dụng, mình cầm theo một cái khăn và sau đó thì quấn 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 như vậy là tự nhiên chúng ta sẽ có một cái phong cách hoàn toàn khác, tức là rất là flexible, không thể nào mà đi về nhà xong rồi thay đồ xong rồi mới đi đến buổi tiệc, mà chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta ứng dụng từ office, chúng ta có thể đi ngay đến cái buổi tiệc đó, thêm một cái mắt kính, thêm một cái khăn là chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một cái con người khá là thú vị và khác so với cả cái lúc mình đi làm, trong khi cũng cùng là cái bộ trang phục đấy, trông nó cũng khá là ấn tượng. Nhưng Cái mà bộ đương nhiên là vẫn rất là giữ một cái vẻ vẻ thanh lịch, gọi là nói chung là Thu luôn luôn Thu giữ một cái vẻ thanh lịch khi mà mình đi làm cũng như là đi những cái buổi tiệc sang trọng lịch sự, nhưng mà vào ban ngày. Tôi suy nghĩ là nếu mà cho dù là Thu hay là ai mặc những cái bộ đẹp như thế này đi, chắc là đi là nếu có gặp khách hàng tiềm năng là ký hợp đồng ngay và luôn đấy đúng không? Rất là dễ dàng luôn. Đẹp thế này không cưỡng lại nổi. Có một số bạn có câu hỏi cho Thu một chút này, Sophie sẽ break ra một ít để mình thử trả lời các bạn luôn nhé. Các bạn ví dụ đây, bạn có hỏi là đồ của Thu thì hay may hay may riêng hay là mua? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thông thường đồ của Thu thì Thu không bao giờ đặt may riêng cả. Thu rất là ngại cái sự chờ đợi, rồi phải may đo, mà đôi khi thì nó cũng không hoàn toàn là nó ưng ý đúng với cả ý của mình. Đồ của Thu thì hầu hết là Thu mua sẵn. Có thông thường thì Thu có cái cơ hội Thu đi travel rất là nhiều nước, cho nên là Thu ở mỗi một nước Thu luôn luôn là Thu tìm được những cái bộ quần áo, bộ trang phục rất là thú vị, ưng ý. Tại vì khi mà đi shopping ở nước ngoài như vậy thì có rất là nhiều sự lựa chọn về thương hiệu, về màu sắc cũng như là về kiểu dáng. Cũng có một số những cái nhà thiết kế Việt Nam mà Thu cũng đôi khi Thu cũng hay mua đồ. Tuy nhiên thì là Thu không bao giờ Thu đặt may cả. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Có bạn khác thì lại hỏi rằng là phụ kiện chị Thu hay mua ở đâu? Phụ kiện thì đó cũng như là câu trả lời bên trên, thì Thu cũng hầu hết là Thu mua đồ phụ kiện, giày dép cũng như là túi hay là những vòng vòng cổ, hoa tai, tất cả những cái đồ phụ kiện đó thì Thu đều mua ở nước ngoài. Tuy nhiên thì có một cái nhãn phụ kiện ở Việt Nam mà Thu đặc biệt thích và rất là ấn tượng, và nó mang cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam, đó là Hà Nội A. Và đó là trang sức bằng sơn mài, và Thu nói chung là cũng có một cái bộ sưu tập khá là đa dạng cái đồ trang sức của Hà Nội A. Đúng rồi, đồ của Hanoa thì quá tuyệt vời. Đặc biệt là khi mình biết câu chuyện thương hiệu của Hanoa thì rất là truyền cảm hứng luôn, bởi vì Hanoa đã truyền tải được toàn bộ những cái gì tinh tế của văn hóa Việt đúng không? Và sản phẩm của họ dưới một cái con mắt nó rất là quốc tế. Những cái thiết kế thì đều rất là nhìn Tây nhưng mà vẫn Á, và đặc biệt là hoàn toàn tận dụng cái tính thủ công của người Việt. Và gần đây thì Sophie cũng mới biết rằng là Hanoa thậm chí là đơn vị thi công cho Hermès luôn á. Cho nên là Đúng rất là ở Việt Nam lại có một cái đơn vị lại có đủ khả năng để làm với những cái sản phẩm ở một cái tầm cỡ quốc tế lớn đến như vậy. đúng Sau rồi. đây Sophie sẽ show cho mọi người một số bức ảnh khác để mọi người wow với khách mời của chúng ta nhé. Những bộ này là Thu mặc khi nào đây? Đây là những cái trang phục mà Thu mặc đi chơi và đi du lịch. Các bạn có thể thấy là Thu ứng dụng cái sự kết hợp mà màu cùng tông nóng ở trong cái bức hình đầu tiên là màu cam và màu vàng, và đội một cái mũ màu đỏ. Đằng sau thì là một cái xe ô tô mui trần màu xanh. Cái hình này Thu chụp khi đi Cuba. Nói chung là cũng rất là thú vị, tại vì Cuba là một cái nơi rất là màu sắc, và khi mà đến đó thì Thu luôn là lựa chọn những cái trang phục mà trông nó thật là cá tính và nó rực rỡ màu sắc nhất, để có thể hòa hợp với cả một cái khung cảnh rất là attractive của Cuba, một nơi rất là thú vị để đến.
Sư phụ vẫn nguyên cái buổi ngày hôm đó, có nghĩa ở bảy sắc cầu vồng có bao nhiêu màu thì hôm đấy chúng ta đã xuất hiện đầy đủ các cái màu hôm đấy đúng không? Ngoài chiếc xe chúng ta đi với nhau mấy chiếc xe thì mỗi chiếc xe đã là một màu rồi, trên màu mỗi chị em chắc cũng chỉ có khoảng hai ba màu khác nhau thôi, khi cộng lại hết thì chúng ta không có biết không biết bao nhiêu màu sắc trong cái buổi ngày hôm đó, nhưng thực sự là rất là vui. Còn những cái hình hình hai hình ở bên dưới thì các bạn có thể thấy là Thu sử dụng để đi biển, hoặc là cái hình ở bên tay trái thì là cũng các bạn hoàn toàn cũng có thể thấy là mình sử dụng đi chơi hoặc là đi biển cũng được. Còn cái hình cuối cùng là mình đi biển, mình mặc áo bơi ở bên trên, và bên dưới thì là mình mặc một cái đầm xòe để đi đi biển. Thì ở đây tất cả những cái hình ảnh này là Sophie cũng yêu cầu Thu tìm những cái hình mà nó phù hợp với cả mỗi một cái dịp đi chơi, cho nên là Thu cũng sử dụng như vậy. Còn tiếp theo là những cái hình tiếp theo thì các bạn có thể thấy là Thu ứng dụng màu xanh dương với cả màu cam ở bên trên, và đeo một cái vòng gọi là vòng cổ rất là cá tính, và rất là art. Cái hình đó thì Thu tham dự một cái buổi triển lãm tranh, và những cái hình ở bên hai hình ở bên dưới thì là mình cũng đi du lịch, tức là quần áo lạnh, mà quần áo lạnh thì mình và đi bus cao thì mình đi du lịch thì mình kết hợp giữa màu đỏ cam và màu tím. Còn cái hình mà đầu tiên thì các bạn có thể thấy là mình hoàn toàn mình có thể mặc đi những như là một cái cocktail dress, thì là mình mặc đi những cái buổi tiệc cũng như là có thể là đi chơi, đi ăn tối, mặc vào ban ngày hay là ban đêm thì cũng đều rất là thu hút. Thế còn đi tiệc thì sao hả Thu? Đi tiệc thì đó như là Thu chia sẻ lúc nãy thì mình thông thường là Thu sẽ lựa chọn trang phục theo cái theme của cái buổi tiệc ngày hôm đó. Cái trang phục mà ở đầu tiên thì là Thu kết hợp mà quần ống rộng màu vàng với cả buộc một cái khăn của Hermes. Đây là cái tiệc mà Thu tham gia, tiệc của Hermes tổ chức tại Sài Gòn, và với cái bộ trang phục này thì mình cũng muốn là khi mà mình tham dự tiệc của một cái brand thì mình sẽ mặc và mình sử dụng cái đồ của cái brand đó như là một cái sự tôn trọng với cả cái thương hiệu đã mời mình tham gia. Thì cái sự kết hợp thì cũng rất là may, hôm đấy thì mình mặc một cái bộ trang phục nhưng mà đến đấy nó lại rất là đúng đúng cái theme của nó, tức là rất là tropical, rất là nhiệt đới, và những cái decor trang trí xung quanh của buổi tiệc thì nó cực kỳ là phù hợp với cả cái bộ trang phục của mình, mặc dù nó rất là tự nhiên. Đây là mình mặc một cách rất là tự nhiên thôi, không hề cố ý, nhưng mà nó khá là phù hợp với cả cái trang phục mà mình mặc vào cái buổi tối ngày hôm đó. Còn ví dụ như là những cái buổi tiệc mà lịch sự hơn, hoặc là ví dụ như là ở trên cái thiệp mời họ ghi là black tie, thì mình sẽ lựa chọn những cái trang phục mà nó phù hợp và thật là lịch sự đối với cả cái buổi tiệc ngày hôm đó. Có thể là đầm dài quét đất, hoặc là theo màu đen, tông màu đen, tông màu trắng, hoặc là tông màu đỏ. Thì nó nói chung là đối với nam thì là black tie, còn đối với phụ nữ thì có thể là tùy thuộc các bạn có thể lựa chọn những cái màu sắc nào. Nhưng thông thường thì ở những cái buổi tiệc mà sang trọng, Thu cũng không tránh là không lựa chọn những cái màu sắc mà nó quá nhiều màu sắc, mình chỉ chọn màu đơn sắc nhưng mà phải thật sự là đẹp và sang trọng thì nó sẽ phù hợp với cả những cái buổi tiệc, cái sự trang trọng của cái buổi tiệc đó. Cảm ơn chia sẻ của Thu rất là nhiều. Thực ra mặc đồ màu sắc ấy, mà khi mà mình lên khung hình ấy, nếu mà mình biết chụp hình thì thực ra là sẽ tạo ấn tượng rất là lớn, rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nhưng mà Sophie cũng thấy rằng là nếu mà mình chọn không đúng cái màu này, hay đứng không đúng góc, hay lấy không đúng ánh sáng, đôi khi nó sẽ là con dao hai lưỡi đúng không? Nó có thể biến mình thành nạn nhân hay là thảm họa bất cứ lúc nào. Thế thì ở đây Thu đang chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái bức ảnh rất là đẹp của Thu, thì Thu có cái bí quyết cụ thể gì trong việc để có thể là mình mặc đẹp rồi nhưng mà mình lại ra được những cái bức hình nó đẹp như vậy không? Thông thường thì khi các bạn đi chơi hay là đi sự kiện thì mọi người luôn luôn là muốn lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp. Thì để có những cái bức hình đẹp, các bạn
cần phải lưu ý một số những cái rule sau đây. Tức là thứ nhất, các bạn quan trọng là các bạn phải lựa chọn trang phục và kiểu dáng màu sắc phù hợp với cả chính bản thân mình, ví dụ như là form dáng, ví dụ như là cá tính của các bạn và màu da của các bạn. Cái này thì mình nghĩ là ở trong những cái khóa học của Sophie, có thể là Sophie sẽ hướng dẫn cho các bạn được kỹ hơn, là ví dụ như là mình ngồi nói chuyện trong một cái thời gian rất là giới hạn như thế này. Thứ hai là các bạn phải lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thời tiết, hoặc là từng cái sự kiện cụ thể. Ví dụ như là khi đi biển thì nếu như mà các bạn mặc quá nhiều đồ lấp lánh bling bling thì nó trông nó sẽ rất là lệch so với cả những cái nơi mà mình đến. Thì thông thường khi mà đi biển thì các bạn sẽ nên chọn những cái tông màu màu sắc gọi là tươi mới và có thể là hợp với cả màu trời, màu biển. Thì thông thường là màu trắng hay là màu xanh, hoặc là những cái hoa hoa văn mà rực rỡ thì nó sẽ khá hợp với là thời trang đi biển chẳng hạn. Rồi một vấn đề nữa mà các bạn cũng nên quan tâm đó là khi mà mặc cái bộ trang phục đấy lên thì bạn phải thể hiện được đúng sự tự tin và cái thần thái của chính con người bạn, chứ không nên là gò ép khiên cưỡng. Có thể là các bạn thấy một cái cô người mẫu mặc một bộ đồ rất là đẹp và bạn rất là thích, tuy nhiên khi mà mặc vào thì bạn lại cảm thấy là nhiều khi nó chưa phù hợp với mình và nhiều khi là nó hơi bị gò ép quá, ví dụ như là nó hơi bị chật hoặc là nó hơi bị rộng hoặc là quá dài so với các bạn chẳng hạn. Hoặc là khi mà mặc như vậy thì trong những cái hoạt động của mình nó cũng có những cái vấn đề mà nó không được tự nhiên thoải mái. Thì Thu chỉ recommend các bạn là làm sao để mình luôn luôn là chính bản thân mình phải cảm thấy tự tin, không bị gò ép khiên cưỡng thì các bạn mới có thể là có một cái thần thái và tự nhiên cũng như là mọi người cảm thấy là rất là attract, rất là được thu hút bởi các bạn. Rồi một vấn đề nữa là khi mà các bạn muốn chụp hình thì các bạn nên đứng ở những cái nơi có đủ ánh sáng và không đứng ở những cái nơi ngược sáng hoặc là ánh sáng quá lóa. Và khi mà bạn chụp hình thì bạn nên là lựa chọn cái ví dụ cái background. Nếu như mà bạn muốn chụp phong cảnh thì có thể là bạn nên mặc một cái bộ đồ đơn sắc và đơn giản để có thể làm nổi cảnh vật xung quanh lên. Nhưng nếu như bạn muốn mặc một cái bộ trang phục mà nổi bật bản thân và nổi bật bộ trang phục đó lên thì bạn nên chọn cái background mà nó đối lập với cái tông màu quần áo của bạn đang mặc. Thì Đối lập như theo nguyên tắc lúc nãy Thu nói đúng không? Nãy mình có nói về nguyên tắc phối màu ấy, thì khi mà đối lập mình có áp dụng cùng một cái nguyên tắc đó không? đúng rồi, nó cũng như vậy đấy nha Sophie. Tại vì khi mà mình đứng ở một cái nơi mà background mà nó khác biệt, nó đối lập với cả những cái màu sắc mà mình đang mặc thì tự nhiên là cả hai cả cả phần background và cả bản thân sẽ thực sự là sẽ nổi bật và trông nó sẽ rất là hút mắt. Đó là những cái Là tư vấn nghĩ rất của là tuyệt vời đó. Vâng, đúng rồi. Và một cái vấn đề cuối cùng mà Thu cũng muốn khuyên các bạn đấy là khi mà các bạn mặc trong bất kỳ một trang phục nào thì các bạn cũng phải hiểu được cái nhược điểm của cơ thể là gì và các bạn phải khéo léo che đi cái nhược điểm đấy nếu như các bạn muốn có một cái bức hình đẹp. Ví dụ như là ví dụ một bạn mà có vòng hai hơi to chẳng hạn thì thông thường khi mà các bạn chụp hình các bạn không nên là chụp nghiêng, hoặc là các bạn khi mà chụp nghiêng như vậy thì rõ ràng là sẽ thấy cái bụng nó to đúng không ạ? Thì khi đó thì mình nên đứng hơi chếch chếch thôi và mình sử dụng một cái phụ kiện nào đó, ví dụ như là một cái bóp cầm tay và chúng ta lại khéo léo chúng ta che ở cái phần bụng thì như vậy sẽ vừa cái phụ kiện đó nếu như mà nó đẹp thì nhiều khi là người ta sẽ bị hút vào cái phụ kiện của bạn chứ không, người ta không để ý đến những cái nhược điểm ở trên cơ thể của bạn. Hoặc là ví dụ như là chân hơi bị cong thì các bạn có thể là đứng
một chân thẳng và một chân chân phía trước các bạn hơi hơi cong lên chẳng hạn. Thì nếu mà như vậy thì sẽ che được cái nhược điểm của mình, và mình cũng đứng hơi nghiêng nghiêng thì cái dáng thì trông nó cũng sẽ rất là đẹp hơn. Thu Thu vừa nói là chân cong thì chân sau ta phải thẳng, chân trước ta phải cong là sao? Có nghĩa là nó hơi 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 so le một tí đúng không? Đúng rồi, hơi so le một chút, và ví dụ như là Thì chân sau đó, bạn đứng thẳng, chân không thẳng trước thì bạn hơi gọi là bạn hơi phải kiêng lên, hoặc là gọi là khuỵu xuống một chút chẳng hạn đó. cong. Thì mình nói chung là nếu như mà mình muốn khắc phục những cái nhược điểm của cơ thể thì đôi khi các bạn nên đứng trước một cái gương lớn và các bạn tự tìm hiểu về bản thân mình, à mình có những ưu nhược điểm gì, có những gì mà mình cần phải gọi là che đi, còn những cái gì các bạn muốn show những cái đẹp và muốn người khác chú ý thì các bạn cố gắng là các bạn sử dụng màu sắc để các bạn làm bật lên những cái mà các bạn muốn muốn mọi người chú ý, và khi đó thì những cái nhược điểm của các bạn sẽ bị người ta sẽ không có để ý đến nữa. Cái bí quyết thực ra lớn nhất ở đây là chúng ta phải làm bạn với cái gương đúng không? Trước khi muốn yêu bản thân thì chúng ta phải yêu cái gương trước. Chúng ta yêu gương, chúng ta làm quen với nó, chúng ta tìm cái góc đẹp của cơ thể để chúng ta thấy yêu 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 cơ thể của chính mình. Sau đó từ từ thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta học được những cái góc đẹp của bản thân. Thực ra ngay cả với những siêu mẫu quốc tế các bạn, khi các bạn nhìn thì thấy à cô này, cô kia, cô người mẫu này, cô người mẫu kia tại sao có những bức ảnh đẹp thế? Cho dù là ảnh chân dung, ảnh bán thân, ảnh toàn thân rất là đẹp, nhưng thực ra với những cả ngay cả những siêu mẫu tầm cỡ thế giới đi, họ phải dành hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần để họ chỉ tìm ra một cái góc nào đấy rất là độc đáo trên khuôn mặt, trên cơ thể họ, và cái góc đấy chỉ có họ mới có thôi, và góc đấy giúp họ tỏa sáng. Cho nên là thực ra người ta đã nói rồi, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp. Thì ai cũng như vậy thôi, đừng mong chúng ta trở thành thiên nga khi chúng ta không đứng trước gương. Chúng ta phải dành nhiều giờ trước gương, chúng ta ngắm chúng ta tìm ra, chúng ta tự khám phá ra cái vẻ đẹp của chúng ta các bạn ạ. Bây giờ một câu hỏi rất là quan trọng, Sophie đại diện cho nhiều người hỏi, để nhìn hình ảnh của chị Thu thích quá rồi, nhưng mà chị Thu ơi, mặc đẹp có tốn tiền không chị? Thực ra thì tùy theo cái thu nhập và nhu cầu của mỗi người thì các bạn có thể lựa chọn những cái hãng thời trang và có cái mức giá phù hợp với cả cái phân khúc của mình. Còn đẹp hay không thì nó lại là do sự lựa chọn những cái món đồ đấy, các bạn lựa chọn có hợp với form dáng không, với cá tính, với màu da không, như là Thu mới nói ở trên. Và tiếp theo là cái cách mix match những cái màu sắc trang phục đó như thế nào, và kết hợp cùng với cả các phụ kiện tinh tế như thế nào thì mọi người mới đánh giá là đẹp hay xấu. Còn hoàn toàn là chúng ta có thể lựa chọn những cái hãng thời trang có mức giá phù hợp với từng cái phân khúc. Đúng rồi. Thực ra câu hỏi này Sophie gặp nhiều lắm, gặp trong tất cả mọi hoàn cảnh, từ lớp học cho đến livestream hay đến các bài post, và rất là nhiều phụ nữ có quan điểm như thế này. Thực ra muốn đẹp dễ, ta phải có nhiều tiền ta mới đẹp được, nhưng không phải như vậy đâu các bạn ạ. Phân khúc nào cũng đều có hàng hàng hóa đẹp để mình mua hết. Quan trọng là mình bản thân mình phải biết mình là ai, cái gu của mình là cái gì, và mình mặc mình thể hiện con người mình đã. Lúc nào phân khúc nào cũng sẽ có đồ đẹp, cho nên các bạn cứ yên tâm, các bạn hãy ra, các bạn hãy khám phá mình nhiều hơn nữa. Bây giờ Sophie muốn hỏi thêm Thu một câu nữa rằng là bí quyết shopping của Thu là gì? Thông thường Thu hay mua đồ gì này? Mua khi nào? Mua ở đâu? Có cái bí quyết gì trong việc lựa chọn không? Thu cùng chia sẻ với các chị em. Thông thường thì trước dịch COVID thì Thu vẫn đi shopping ở nước ngoài, như là Thu nói ở trên là cái sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như là rất là nhiều những cái thương hiệu để mình có thể lựa chọn. Tuy nhiên, cái lời khuyên để cho các bạn có thể shopping một cách hiệu quả là khi mà các bạn dự định mua một món đồ thì các bạn nên tưởng tượng ra xem là các bạn có thể kết hợp cái món đồ đó với những gì mà mình đã sẵn có ở trong tủ, hoặc là những món đồ đấy nó phù hợp với phong cách gì, mình sẽ mặc nó như thế nào, vào dịp nào, và cái tần suất sử dụng của cái món đồ đó ra làm sao. Tại vì đôi khi thì các bạn đi shopping thì nhiều khi các bạn nhìn thấy các bạn thích quá các bạn mua, nhưng đôi khi nó lại
đem về thì các bạn lại cảm thấy là à hình như nó không hợp với mình lắm, hoặc là nó hơi khó mặc, thế là các bạn để ở trong tủ và hầu như là không sử dụng đến, thì như vậy là nó cũng không hiệu quả, vì cái tần suất sử dụng có thể là các bạn mua rẻ nhưng các bạn chẳng sử dụng bao giờ thì cuối cùng nó cũng thành đắt. Và khi mà các bạn đi shopping thì nếu như mà muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn có thể là lựa chọn shopping vào những cái dịp sale seasons, vào giữa hoặc là cuối năm. Đó thì ở những cái thời điểm sales đó thì các bạn có thể là mua được rất là nhiều những cái món đồ với cả cái giá cả hợp lý. Và nếu như mà các bạn có điều kiện đi nước ngoài thì các bạn cũng nên giữ lại những cái hóa đơn để làm thủ tục tax refund, tại vì các bạn sẽ được hoàn cái khoản thuế nếu như mà các bạn là khách du lịch. Thực ra bây giờ có một cái thời điểm sale cũng rất là tốt đó Thu, là thời điểm nó gọi là end of season sale, thông thường nó rơi vào mùa hè. Thì thông thường các trung tâm thương mại, và bây giờ Sophie thấy hầu hết các trung tâm thương mại ở Việt Nam bắt đầu hòa vào cái xu hướng này rồi, chính là cái tầm cuối tháng 6. Trong cái tầm tháng 6 là cái tháng sale rất là mạnh, và Sophie đã để ý trong khoảng 4-5 năm gần đây rồi thì Sophie thấy là cái tầm này thực ra hàng hóa lại nhiều và phong phú và giá rất là tốt so với tầm cuối năm. Cuối năm mình sẽ có Black Friday, và sau đấy mình sẽ có đến cái tháng 12 là tháng cho Christmas rồi tháng cho Tết Tây. Nhưng mà Sophie thấy rằng cái tầm đấy bây giờ đôi khi không nhiều hàng hóa bằng mà lại đông đúc hơn là cái tầm tháng 6 và tháng 7. Năm nay thì do Covid thì không biết tình hình là như thế nào. Nếu trong cái trường hợp mà đến giữa tháng 6 mà các bạn thấy mà Covid nó giảm giảm đi thì các bạn thử để ý những cái lúc đấy chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và thông thường khi sale ấy, những nhà bán lẻ họ không chỉ sale những mặt hàng mà họ đã để ở trên sàn, trên kệ bấy lâu, mà có thể họ sẽ lôi đâu đó ở trong kho ra, và không chỉ kho của cái quốc gia đó mà có thể là kho ở các nước khác nữa, họ swap hàng với nhau để họ bán, để họ tạo một cái sự mới mẻ. Bởi vì Sophie cũng là nhà bán lẻ cho nên Sophie biết rất là rõ cái này, thì các bạn cứ để ý thử cái đấy xem, các bạn sẽ tìm được những cái đồ sẽ rất là đẹp. Ví dụ như cá nhân Sophie khi đi mua đồ sale, đi mua của Zara đi chẳng hạn, thì thực ra nếu mà cái hàng mà mình đang nhìn Zara bây giờ thông thường ấy, các bạn sẽ thấy made in Việt Nam, made in Cambodia, made in China, hoặc là bây giờ gần đây thì có Myanmar nữa, rất là nhiều. Nhưng thỉnh thoảng khi mà mình sờ vào phát mình biết đây không phải mấy cái nước này, không phải Đông Nam Á, thì khi sờ vào y như rằng made in Spain, là sẽ làm ở Tây Ban Nha hoặc là ở Bồ Đào Nha hoặc là cùng lắm là Maroc. Thì khi mình sờ vào được những cái đồ như vậy, thực sự là Sophie thấy cái sự khác biệt vẫn rất là lớn, và mỗi lần thì tìm được cái đồ thì thấy sung sướng vô cùng. Bởi vì Zara nó không rẻ nhưng mà nó cũng không phải là quá đắt để mình có thể mình mua cho mình một cái món đồ ưng ý. Thì các bạn nhớ để ý là à, một năm chúng ta có hai cái mùa, cho các bạn có thể để ý là đâu đó tầm tháng 6 và đâu đó tháng 11 và tháng 12 các bạn nhé. Xin nhường lời lại cho Dự Thu. Một vấn đề nữa mà mình cũng muốn gửi tới các bạn cái lời tư vấn, đó là một số những cái món đồ chúng ta không bao giờ nên mua đồ rẻ tiền. Có thể là quần áo thì chúng ta mặc đồ ở cái góc độ là những đồ mà giá trị nó không phải là quá đắt. Ok, nhưng có một số món đồ mà sau đây Thu sẽ tư vấn thì các bạn không bao giờ nên là sử dụng đồ rẻ tiền. Thứ nhất là giày. Một cái đôi giày tốt thì không những là bảo vệ cho đôi chân của bạn mà còn giúp bạn bước đi tự nhiên và thoải mái, tự tin nữa. Nếu như mà một đôi giày giá rẻ mà lại kém chất lượng khiến cho bạn cảm thấy là đau đớn, sưng tấy và gây ra những cái vấn đề về xương khớp hoặc là tĩnh mạch và làm cho máu huyết không có lưu thông, thì có thể là với một cái số tiền bạn bỏ ra để bạn chăm sóc sức khỏe có khi lại còn cao hơn nhiều so với cả cái số tiền mà bạn bỏ ra để bạn mua một đôi giày tốt. Còn một lý do nữa rất là tế nhị Thu ơi, không biết mình có nên chia sẻ ra đây hay không. Đó Là là gì nữa? khi mà mình đi giày mà nó không 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 đủ chất lượng ấy, thực ra là khi mồ hôi chân nó ra nó sẽ không thoát được. Và cái đấy là một cái rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ thể hiện ngay con người ta chúng ta như thế nào, đúng không? Khi mà mồ hôi chân không thoát được ra thì là nó sẽ gây ra mùi khó chịu cho những người xung quanh. Và nếu các bạn để ý đi, thì thực ra một số người họ không cần phải tháo giày ra đâu,
khi họ đi vào đâu đấy người khác vẫn có thể cảm nhận được cái mùi đấy. Cho nên là có thể nếu bạn nào chưa có tiền thì cũng không cần phải mua quá đắt, nhưng cũng nên để ý là giày ít nhất nếu mà là giày da nó phải có một lớp da gì đấy, hoặc là những cái chất liệu kia nó phải thấm hút được mồ hôi, hoặc nó phải có điểm thoáng trên đôi giày. Chứ nếu không mà đôi giày mà là chất liệu hoàn toàn là nhân tạo, không thoáng khí mà lại kín hoàn toàn, là đi lâu vào là sẽ rất là nhiều cái vấn đề cho bản thân mình và ảnh hưởng đến những người xung quanh các bạn ạ. Đúng rồi, Sophie chia sẻ thì cũng rất là chính xác, và Thu cũng tư vấn là các bạn không nên mua giày giá rẻ, cũng như cái món đồ thứ hai đó là mắt kính. Tại sao chúng ta lại phải mua một cái mắt kính xịn? Tại vì đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, đúng không các bạn? Mà bảo vệ mắt để tránh khỏi cái tia cực tím và các cái tác nhân gây độc hại cho mắt, thì kính râm giá rẻ sẽ không bao giờ có được những cái chất lượng tốt để mà đáp ứng được tất cả những cái vấn đề mà bảo vệ cho đôi mắt của bạn. Và kính râm giá rẻ thì không được kiểm định thì chắc chắn là nó cũng sẽ gây tổn thương cho giác mạc rồi. Cho nên giày và mắt kính là hai món đồ mà các bạn không nên sử dụng đồ rẻ tiền. Và một vấn đề, cái món đồ khác nữa mà Thu cũng tư vấn luôn, thực ra là nó cũng không liên quan nhiều đến cái màu sắc và chủ đề màu sắc ngày hôm nay. Tuy nhiên thì là mỹ phẩm cũng là một cái mà chúng ta không nên sử dụng đồ rẻ tiền. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm trực tiếp lên da mặt thì các bạn đừng bao giờ các bạn hy vọng là mua được mỹ phẩm tốt với giá rẻ bất thường. Tại vì những cái sản phẩm trôi nổi ở trên thị trường không có rõ nguồn gốc và quá date thì nó sẽ chứa những cái kim loại nặng hoặc là vi khuẩn, và sẽ gây ra những cái vấn đề mà kích ứng da, dị ứng và tấy mụn. Thì sau đấy thì các bạn cũng sẽ rất là đau khổ khi mà phải chữa trị, bỏ ra rất là nhiều tiền chữa trị cái mặt tiền của mình. Nói chung là sẽ rất là khó chịu đấy, và sẽ rất là mất thời gian. Cho nên là các bạn không nên sử dụng đồ rẻ tiền đối với cả mỹ phẩm nữa. Và cái món đồ cuối cùng mà mình tư vấn là các bạn không nên sử dụng đồ underwear rẻ tiền. Tại vì nó sẽ không tốt cho làn da. Vì thứ nhất là underwear là cái đồ mà sẽ tiếp xúc trực tiếp với cả da của chúng ta. Nếu như nó được sử dụng để nhuộm màu, sử dụng những cái thuốc nhuộm, nước nhuộm màu mà nó không tốt, hoặc là được dệt bằng những cái loại sợi mà nó không an toàn ấy, thì khi mà tiếp xúc với cơ thể cũng có thể gây một số những cái bệnh về da đó. Cho nên là Thu cũng muốn mong muốn là với những cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể trở thành những cái người tiêu dùng thông minh. Sophie add thêm một chút là tại vì ở đây không phải ai cũng sẽ quen thuộc tiếng Anh, thì lúc nãy Thu có chia sẻ về underwear. Underwear chính là đồ mặc bên trong đó các bạn, đồ lót đó. Thì Thu có chia sẻ là mặc đồ underwear chúng ta cũng rất là nên cẩn trọng trong việc chúng ta chọn, bởi vì bây giờ hàng trôi nổi rất là nhiều, đặc biệt là hàng Trung Quốc cũng có thể ra cái quy trình nhuộm, hoặc cái sợi này hoặc cái nhuộm nó không được đảm bảo thì có thể nó dễ gây kích ứng cho chúng ta. Hoặc là Sophie vẫn hay nói đùa mọi người ấy, mặc những cái chất độc ấy nó vào nó thẩm thấu ấy, mình có chết ngay đâu, vấn đề là mình không chết ngay nhưng mình chết trong dài hạn, vì nó ngấm vào người xong nó thành bị bệnh ung thư hay là bị cái gì đấy thì rất là sợ. Cho nên là cái đấy là cái gì, chứ riêng cái vụ đấy thì là Sophie rất là đồng ý với Thu luôn, bởi vì là mình không nên ham rẻ những cái thứ mà nó rất là nhạy cảm với cơ thể mình. Cảm ơn Thu rất là nhiều qua phần chia sẻ vừa rồi. Cá nhân Sophie cũng học được rất là nhiều điều bổ ích. Nếu mà có thể có ba cái lời khuyên giúp phụ nữ có thể trở nên đẹp hơn và phong cách hơn, lời khuyên của Thu sau các chị em sẽ là gì? Mong muốn rằng tất cả các chị em sẽ luôn luôn tự tin là chính bản thân mình, luôn luôn lạc quan, luôn luôn mỉm cười và luôn suy nghĩ tích cực. Đấy là những cái điều cần thiết nhất để chúng ta luôn luôn trở nên là những cái người phụ nữ đẹp và rất là tự tin trong mọi hoạt động của cuộc sống. Xin chân thành Một cảm ơn các bạn. cái Sophie thấy nó rất là Thu luôn đúng không? Tự tin này, luôn luôn mỉm cười này, và năng lượng tích cực. Đối với Thu, mỗi lần nói chuyện với Thu là Sophie luôn luôn cảm nhận đầy đủ
ba yếu tố đó và nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngoài ra thì Sophie cũng xin phép Sophie được ép thêm một cái điểm nữa nhé. Sophie nghĩ là với chị em phụ nữ chúng ta có một cái nữa chúng ta Sophie cũng muốn chia sẻ thêm cùng với Thu là phải biết quý trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn. Giống như Sophie nói lúc nãy, chúng ta hãy làm bạn với cái gương, chúng ta ngắm mình trong gương nhiều hơn, chúng ta tìm ra những cái điểm tích cực, những cái điểm đẹp của bản thân để chúng ta trở nên quý trọng và yêu thương chúng ta nhiều hơn. Sophie hay nói với các học viên của Sophie rằng không có ai đẹp hoàn hảo, cũng không có ai xấu hoàn toàn, chẳng qua là mình có khám phá ra được vẻ đẹp của mình hay không mà thôi. Và cái nội dung này cũng chính là cái nội dung kết thúc của cái buổi ngày hôm nay. Thì các bạn thân mến, thì vừa rồi chúng ta đã vừa được nghe chia sẻ từ khách mời của chúng ta là bạn Diệu Thu về bảng hòa tấu màu sắc trong phong cách thời trang. Chúng ta được nghe Thu chia sẻ về cách chọn màu sắc phù hợp với làn da, với tông da của mình này. Chúng ta được nghe Thu chia sẻ về cách mix and match, phối hợp màu sắc thế nào cho nó đẹp và nó ấn tượng. Chúng ta cũng được nghe cách mà Thu đề xuất về cái việc mà mình chọn màu sắc như thế nào để mình xuất hiện trong các cái dịp khác nhau, đi làm này, đi chơi này, đi tiệc này. Và quan trọng hơn nữa là cái bí quyết shopping của Thu chia sẻ của chúng ta nữa. Sophie hy vọng rằng là với thời gian ngắn ngủi trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì các bạn đã kịp thời ghi chép lại được những kiến thức rất là bổ ích, bỏ túi cho mình và để cập nhật thêm và học hỏi thêm những các kiến thức thời trang và định vị thương hiệu cá nhân bổ ích khác. Thì các bạn có thể xem lại các live stream trước đây của Sophie ở trên fanspace Mặc Đẹp để thành công hơn, hoặc các bạn có thể tham gia vào nhóm kín Stylebox để nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ rất là cá nhân và độc quyền. Bởi vì thỉnh thoảng thì hàng tháng định kỳ Sophie cũng có mời khách mời chia sẻ và chỉ chia sẻ trong nhóm kín này mà thôi. Và cũng đừng quên rằng Sophie có live stream vào 20 giờ thứ năm hàng tuần về các chủ đề khác nhau, và các bạn hãy cùng theo dõi, cùng tác những người bạn quan tâm để cộng đồng của chúng ta ngày càng sum tụ và chia sẻ được nhiều nội dung ý nghĩa hơn nữa. Một lần nữa thì cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn rất nhiều. Biết ơn sự góp ý, sự góp mặt, sorry, biết ơn sự góp mặt và sự chia sẻ của khách mời Diệu Thu ngày hôm nay. Thì trước khi khách mời chào tạm biệt của chúng ta, thì các bạn có thể chia sẻ thêm về cái phần cảm nhận cũng như là cái sự tri ân của các bạn đối với khách mời của chúng ta ngày hôm nay trong cái phần chat được không ạ? Và Sophie nhường lời cho Diệu Thu để Diệu Thu có thể nói lời tạm biệt với khán giả của chúng ta ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn Sophie, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay, và rất hy vọng là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì Thu cũng có thể là hỗ trợ một phần nào để cho các bạn có những cái lựa chọn là thẩm mỹ trong cái cách lựa chọn trang phục cũng như là những cái màu sắc và cái cách kết hợp thú vị, thì các bạn sẽ trở thành những cái người phụ nữ muốn quyến rũ, thu hút và sự là tự tin trong công việc và trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn khách mời của chúng ta, bạn Diệu Thu, và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi live stream ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới, tức là ngày mùng 3 tháng 6 đó các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Tạm biệt.